Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tập đọc và hát thánh nhạc Latin trên kênh YouTube Petrus Quang. Trước khi bắt đầu thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đọc kinh để dâng lên công việc làm này cho Chúa. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bây giờ xin mời quý vị hướng mắt lên màn hình để chúng ta bắt đầu tập hát. Chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên thì cũng như thường lệ chúng ta tập xướng âm trước. Thì quý vị thấy rằng cái nốt đô nằm ở đây. Đô, si, la, son, fa, mi. Tức là cái bài, cái phiên khúc này nó bắt đầu bằng vô mi. Mi, son, fa, mi, re. Fa mi re do re mi, do mi son la, do si son la fa son. Chúng ta xướng âm lần hai. Mi son fa mi re do re mi. Do mi son la, do si son la fa son. Xướng âm lần ba. Mi son fa mi re do re mi. Do mi son la, do si son la fa son. Chúng ta bắt đầu hát. Sanve Decus Humani Generis, Sanve Virgo Digni Occeteris. Hát lần hai. Sanve Decus Humani Generis, Sanve Virgo Digni Occeteris. Hát lần ba. Sanve Decus Humani Generis, Sanve Virgo Digni Occeteris. Chúng ta tiếp tục xướng âm trước. Do do son la son son fa mi re mi, mi do mi son mi fa son la si do, do la re do. Xướng âm lần hai. Do do son la son son fa mi re mi, mi do mi son mi fa son la si do, do la re do. Xướng âm lần ba. Do do son la son son fa mi re mi, mi do mi son mi fa son la si do, do la re do. Chúng ta sẽ bắt đầu hát. Quae virgines omnes transgrederis, et ansius sedes in superis, o Maria.
Hát lần hai. Quae virgines omnes transgrederis et ansius sedes in superis, o Maria. Hát lần ba. Quae virgines omnes transgrederis et ansius sedes in superis, o Maria. Chúng ta hát lại từ đầu. Sanve decus humani generis, sanve virgo digni acceteris, quae virgines omnes transgrederis, et ansius sedes in superis, o Maria. Hát lần hai. Sanve decus humani generis, sanve virgo digni acceteris, quae virgines omnes transgrederis, et ansius sedes in superis, o Maria. Hát lần cuối. Sanve decus humani generis, sanve virgo digni acceteris, quae virgines omnes transgrederis, et ansius sedes in superis, o Maria. Hết. Vậy là chúng ta vừa tập hát xong cái phiên khúc 1 của bài Sanve Mater. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng chúng tôi tập hát cái phiên khúc 1 này. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.